Hi, xin chào tất cả các bạn các anh chị. Hôm nay xin phép giới thiệu với các bạn các chị xe Yamaha Novo. Và với chiếc xe Yamaha Novo này không phải là Novo các bạn ạ. Xe này là xe Yamaha Mio. Yamaha Mio Intimo bánh mâm thắng đĩa. Yamaha Mio rất là nhỏ gọn. Yamaha Mio Intimo bánh mâm thắng đĩa màu đỏ. Yamaha Mio Intimo, biển số là 59E1 37479. Và với chiếc xe Yamaha Mio này rất là nhỏ gọn, rất là gọn gàng, máy cực kỳ êm luôn các bạn. Máy nó rất là càng coi đầy đủ máy móc êm ru. Và giấy tờ thì chính chủ, bao ký giấy sang tên toàn quốc, bao thử, bao test, bao kiểm tra các kiểu luôn. Và với chiếc xe Yamaha Mio Intimo này thì mình mong muốn bán với giá là 8.300.000. 8.300.000 cho một chiếc xe Yamaha Mio Intimo bánh mâm thắng đĩa, bao thử, bao test, bao kiểm tra các kiểu nha các bạn. Rồi, và với chiếc xe này một lần nữa em xin thưa lại là em mong muốn bán với giá là 8.300.000. 8.300.000 cho chiếc xe Yamaha Mio Intimo chính chủ, bao ký giấy sang tên, bao thử, bao test, bao kiểm tra các kiểu luôn. Và chỉ là các bạn các chị hài lòng vừa ý thì mình cùng ra phòng công chứng trực tiếp và công chứng mua bán sang tên, và sau khi ký vào công chứng mua bán sang tên giao xe cho khách kiểm tra.